Danh ca Ngọc Sơn và Hà My sẽ tái hợp sau 30 năm trong đêm nhạc trữ tình vào 21:30 tối thứ năm 11 tháng 5. Phát trực tiếp, độc quyền và duy nhất trên Seashow, phong trào online đa nền tảng đầu tiên tại Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc sâu lắng đã gắn liền với tên tuổi của danh ca Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Hà My. Soạn tin CSNS gửi 8799 để đặt vé ngay hôm nay và đón xem toàn bộ chương trình được phát trực tiếp trên chuyên mục Seashow của ứng dụng Simi hoặc truy cập địa chỉ http://simi.vn/seashow. Seashow kết nối giải trí.